niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 29 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân thì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương đã tổ chức hội thi Chúng em hành quân theo bước chân những người anh hùng cấp trung học cơ sở cho tất cả các bạn học sinh trên địa bàn huyện. Và trong phần đầu chương mục thiếu nhi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh về hoạt động ý nghĩa này. Chúng em hành quân theo bước chân những người anh hùng mà Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương tổ chức là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục cho học sinh đạo lý uống nước nhớ nguồn, giúp các em tìm về với lịch sử hào hùng của dân tộc, để từ đó tự ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp phát triển quê hương đất nước. Hội thi được tổ chức tại 4 cụm, mỗi cụm có từ 6 đến 7 đơn vị trường học tham gia. Và đây là những hình ảnh mà các anh chị phóng viên ghi lại tại cụm số 3, gồm 6 trường: Trung học cơ sở Quảng Bình, Trung học cơ sở Quảng Ninh, Trung học cơ sở Quảng Khê, Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc, Trung học cơ sở Quảng Nhân và Trung học cơ sở Quảng Chính. Tham gia hội thi, các em học sinh trải qua 3 nội dung bao gồm: phần 1 chào hỏi, giới thiệu về đội thi dưới hình thức thơ ca hò vè; phần 2 thi tiểu phẩm với nội dung thể hiện sự hiểu biết của các em về một sự kiện hay một nhân vật lịch sử; phần 3, hùng biện về những việc mà các em đã cùng xã hội, đã và đang làm về công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Trong phần thi tiểu phẩm, dưới hình thức sân khấu hóa cộng với sự dàn dựng công phu kỹ lưỡng, từ số lượng nhân vật minh họa đến trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng, các em đã mang đến cho hội thi nhiều câu chuyện cảm động về các tấm gương anh hùng cách mạng và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Đó chính là hình ảnh của chị Hồ Thị Cúc được các đồng đội khoác trên mình lá cờ Tổ quốc về đoàn tụ với các chị em tiểu đội 4 sau 3 ngày bị chôn vùi trong lòng đất lạnh. Hay giây phút chị Võ Thị Sáu, người con gái đang tuổi trăng tròn trong trang phục áo bà ba trắng, hiên ngang ngẩng cao đầu trước họng súng của quân thù. Từ những câu chuyện cảm động ấy, bối cảnh những ngày chiến tranh rực lửa đã được tái hiện một cách chân thực, sinh động ngay trên sân khấu, đưa người xem ngược dòng lịch sử trở về với quá khứ đau thương mà hào hùng của đất nước Việt Nam. Từ đó gieo vào lòng chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, niềm tự hào dân tộc và sự biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Để có một tiết mục đặc sắc như ngày hôm nay thì trường học cơ sở Quảng Khê chúng em đã rất là cố gắng tập luyện ạ. Với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo bộ môn cùng với ban giám hiệu nhà trường và với sự nỗ lực của tất cả các bạn trong đội múa ngày hôm nay thì chúng em đã có cố gắng hết sức để mang đến cho khán giả một tiết mục thành công ạ. Chúng em cảm thấy được là đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa để giúp chúng em nhớ về cội nguồn. Khi mà mang đến cái hội thi một cái tiểu phẩm này ạ, thì chúng em muốn gửi gắm thông điệp đến mọi người là những trận chiến tranh ác liệt của thời xa xưa đã để lại những mất mát đau thương cho nhân dân ta, và đặc biệt là sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ
họ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc ta, và đặc biệt là để cho những cái thế hệ trẻ chúng em được sống trong một thế giới hòa bình ạ. Biểu diễn bằng tất cả niềm đam mê, năng khiếu và sự hiểu biết nhất định về lịch sử dân tộc. Vậy nên những tiểu phẩm mà các em mang đến hội thi, dù đã dựng thành phim hay thành nhạc, rất đỗi quen thuộc với công chúng, nhưng vẫn không khỏi làm lay động tới những khán giả, những cựu chiến binh có mặt trong hội thi này. Thưa quý vị và các em, tham gia hội thi Chúng Em Theo Bước Chân Những Người Hùng ngày hôm nay không chỉ có các thầy cô và các bạn học sinh mà còn có cả các bác cựu chiến binh. Và sau đây thì Phương Anh sẽ phỏng vấn các bác một chút xem là cái cảm xúc của các bác khi mà theo dõi cái hội thi Chúng Em Hành Quân Theo Bước Chân Những Người Anh Hùng ngày hôm nay như thế nào ạ. Chào bác ạ. Bác ơi, là những cái người lính mà đã từng tham gia chiến đấu ấy, vậy thì ngày hôm nay mà khi ngồi ở đây để theo dõi các em thể hiện cái tài năng cũng như là tái hiện lại những cái khoảnh khắc lịch sử của chúng ta qua cái cuộc thi Chúng Em Hành Quân Theo Bước Chân Những Người Anh Hùng, thì không biết là cảm xúc của bác thế nào ạ? Thì về với cái hội thi hôm nay thì trong tôi là một người lính trong chiến kháng chiến chống Mỹ, thì đất nước chúng ta là có hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thần tình vĩ đại. Trong 4.000 năm lịch sử, đất nước của chúng ta đã hoàn toàn được giải phóng. Và đến ngày hôm nay thì chúng tôi về đây dự, thì các nhà trường được coi như là ở phòng giáo dục huyện Quảng Chương tổ chức cho học sinh thi về để nhớ lại công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Nói chung chúng tôi đều ấn tượng cả, có nhiều các cái biểu phẩm mà nó khác nhau. Và tôi ấn tượng nhất là tiểu phẩm 10 cô gái ngõ Ba Độc Lộc và một tiểu phẩm là nói về chiến tranh Điện Biên Phủ. Các bạn nhỏ của chúng ta thì rất là tài năng đúng không ạ? Và những cái tiết mục của các bạn ấy thể hiện thì đều là ngang sức ngang tài. Chắc chắn là ban giám khảo cũng rất khó khăn để lựa chọn ra cái tiết mục tốt nhất. Tuy nhiên thì cháu muốn hỏi một chút là cái tâm trạng của các bác mà khi ngày hôm nay được xem lại những cái màn tái hiện, còn nó có giống như gợi lại những cái kỷ niệm của mình ấy khi mà tham gia chiến đấu, thì các bác cảm thấy như thế nào ạ? Xin được hôm nay được nghe là phòng giáo dục đào tạo Quảng Chương mở cái hội thi, tức là Chúng Em Hành Quân Theo Bước Những Người Anh Hùng, về đây thì để chiêm ngưỡng các tiết mục mà các em đã thể hiện, thế rất là tuyệt vời. Vì là ở độ tuổi của các em bây giờ mới là dưới tuổi 15 thôi, mà các em đã kể lại những câu chuyện, những tiểu phẩm mà hoàn toàn trong chiến tranh. Tất cả gợi nhớ cho chúng tôi những cái ký ức của chiến tranh rất là tuyệt vời. Mà chúng tôi chỉ khâm phục nhất ở với các em là ở cái độ tuổi bây giờ, nhưng khen cho thầy cô khéo đào tạo cho các em lên những cái nội dung rất là tuyệt vời. Là người lính mà chúng tôi phải có những lúc là xúc động khi cái nội tâm các em diễn xuất của cái chương trình. Rất mong rằng cứ cái truyền thống hào hùng như thế này mà được thầy cô lưu trữ và liên tục là truyền thuyết cho các em. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của các bác. Và thưa quý vị và các em, có thể thấy là các bạn nhỏ của chúng ta rất là tài năng, và bản thân hai bác ở đây là cựu chiến binh thì cũng cảm thấy rất là xúc động và rất là khâm phục tài năng của các em. Và không biết là các bạn ấy còn mang gì đến hội thi ngày hôm nay nữa, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp nhé. Bằng tài hùng biện, khả năng thuyết trình lưu loát cộng với những hình ảnh minh họa sinh động, tại hội thi Chúng Em Hành Quân Theo Bước Chân Những Người Anh Hùng, công tác đền ơn đáp nghĩa, đạo lý uống nước nhờ nguồn của địa phương đã được các em học sinh truyền tải đến đông đảo mọi người. Mỗi bài hùng biện mà các em trình bày trên sân khấu như ngọn lửa khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần độc lập, ý chí tự chủ, tự cường của dân tộc ta, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Em cảm thấy thật biết ơn những người anh hùng đã đi trước, đã hy sinh để giúp cho đất nước được hòa bình, được độc lập. Ngày nay chúng em được đi học, được sống trong hòa bình cũng nhờ công lao to lớn của các anh hùng ạ. Có thể khẳng định, các tiết mục tham dự hội thi Chúng Em Hành Quân Theo Bước Chân Những Người Anh Hùng của học sinh các trường trung học cơ sở tại cụm thi số 3 huyện Quảng Xương là những bài học chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. Ở đó, đạo lý uống nước nhớ nguồn đã được truyền tải bằng nhiều hình thức và nhiều thông điệp khác nhau. Qua đó, ngoài việc giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, hội thi còn giúp các em thiếu nhi biết thêm về những tấm gương anh hùng của dân tộc ta trong hai cuộc trường kỳ kháng chiến giành độc lập của dân tộc.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 3 giải ba cho 3 tiết mục của các trường: Trung học cơ sở Quảng Bình, Trung học cơ sở Quảng Chính, Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc. 2 giải nhì cho 2 trường: Trung học cơ sở Quảng Nhân và Trung học cơ sở Quảng Ninh, và giải nhất thuộc về trường Trung học cơ sở Quảng Khê. Kết quả tại hội thi chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực, cố gắng của các em học sinh, đồng thời khích lệ các em tích cực hơn nữa trong quá trình học tập, cố gắng rèn luyện tốt kỹ năng và sự hiểu biết về lịch sử Việt Nam. Đây là một cuộc thi hết sức ý nghĩa để khơi dậy cho học sinh tình yêu quê hương đất nước, nhớ về những chiến công hiển hách của ông cha ta trước, và từ đó có việc làm rất là bổ ích để tưởng nhớ cũng như là để ghi nhớ công ơn to lớn của những cha anh đi trước. Chính vậy nhà trường đã xem đây là cuộc thi hết sức quan trọng, đã phân các cái nhiệm vụ cho từng thành viên, đặc biệt là trong các thầy cô trong tổng trách đội cũng như là các thầy cô trong tổ văn, để bắt đầu lựa chọn nội dung, sau đó rồi là chọn học sinh. Và sau đó là ngoài cái việc là lựa chọn học sinh cho các em tập luyện trong tiết mục này thì phải tuyên truyền trước tất cả học sinh về cái ý nghĩa của cuộc thi này. Các em thân mến, để có được hòa bình, độc lập, tự do ngày hôm nay thì cha ông ta đã phải hy sinh xương máu chiến đấu ngoan cường với giặc ngoại xâm. Và những chiến công đó thì đã được ghi thêm vào trang sử hào hùng của dân tộc, và nó mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam. Chị Phương Anh hy vọng rằng là các bạn học sinh của chúng ta sẽ luôn ra sức rèn đức, luyện tài, cố gắng học tập thật tốt, cũng như là làm nhiều việc tốt để thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn. Và các em biết không, đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp đâu, mà còn là hành động cực kỳ ý nghĩa để chúng ta thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Tiểu đội xếp hàng ngang, không thấy em về cúc ơi. Chín bạn đã quay quân, chỉ còn thiếu mình em thôi. Em nằm nơi mô mịt mùng khói lửa, đồng lộc sạc sơ cánh chim. Các đồng chí ơi, Hoàng Cúc một ơi, thì Hoàng Cúc đang được. Em nằm nơi nào, lòng đất sâu thì lạnh lắm, mà áo em lại mỏng, da em xanh và mái tóc còn say. Về với anh Cúc ơi, về đi thôi. Về ăn trái quýt đỏ sơn băng, cơm chiều chưa ăn gối còn theo giờ, đồng đội đang chờ em đùa găm mà cơm úp, đồng đội khóc tên em cạn khô mà sống lệ. Các em vừa theo dõi một trích đoạn trong tiểu phẩm Cúc ơi, tiểu phẩm đã đoạt giải nhất trong hội thi Chúng em hành quân theo bước chân những người anh hùng của trường Trung học cơ sở Quảng Khê. Và tiết mục này thì cũng đã khép lại chuyên mục thiếu nhi ngày hôm nay. Chị Phương Anh thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.